Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 11, trên quốc lộ 5 đoạn qua địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương nặng. Theo người dân chứng kiến vụ va chạm cho biết, nguyên nhân là do chiếc xe máy mang biển kiểm soát 30F72631 đi từ phường Bần Yên Nhân đến phường Bạch Sam. Khi đi đến ngã tư phường Dị Sử, do không làm chủ được tốc độ đã đâm mạnh vào đuôi xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 34A17897. Vụ va chạm khiến người lái xe máy bị thương nặng và được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.